Thưa quý vị, hiện tại thì tôi với lại các sơ trong cái tác Thanh Hóa đến thăm một gia đình bị thiệt hại rất là nặng nề ở trong cái trận bão số 3 vừa qua, bão Yagi đó, đã tàn phá cái vùng này. Và đây là một cái gia đình mà mất trắng, mất sạch xanh xanh, nhà cửa đây này, đáng nghèo là bây giờ nhà lại sập mất đi đây này. Đây là cái nhà mà nó cũng mục hết rồi. Đó. Bây giờ thì nhà đã bị sập. Đó. Chào anh nhá. Cái nhà của mình nó làm sao anh nhỉ? Hôm vừa rồi bão số 3 nó lũ lụt thì nó làm sao? Lũ nước to quá thì vỡ đê trên này ạ. Vâng. Vỡ đê trên này thì là nó phóng rất là nhanh, không chạy kịp. Vâng, chạy cái đê đây là đê sông gì anh? Đê sông Hồng đấy. Ô, sông Hồng. Sông Hồng. Ô, đê chăn lũ sông Hồng à. Vỡ đê của em mà nó lổ to lắm. Vỡ vào lúc hơn 12 giờ đêm. Vâng. Anh bảo là nó nổ như bom. Vâng, xong nó réo như kiểu là máy bay cất cánh lên sân bay. Ồ, vậy à. Ui giời, sợ luôn. Rồi lúc đó thì gia đình anh đang ở đâu? Đang trong cái nhà đang này trong à? Nhà, vâng. Ô, trong nhà. Là nghe thế bảo thôi vỡ đê là ô nhau chạy hết. Vâng. Vâng. Thế rồi mình chạy kịp ra ngoài. Vâng, chạy kịp con lấy người đấy. Vậy là cái nhà của anh là sập hết. Vâng, sập hoàn toàn. Ở đây này, bình địa đây này. Nhưng mà chắc cái nhà là cũng là nhà gỗ đó. Dạ. Mà cái bức vách là bằng cái này này đấy, cho nên là tan hết rồi. Đây là mất hết cho người vào hỗ trợ. Vâng. Thế là xem sự thật thượng trường không, mới cho người là dọn dẹp đỡ. Vâng. Vậy gia đình anh có mấy người? Đã có hai cháu, một cháu gái lớn lấy chồng. À vâng. Và bây giờ còn mỗi cháu trai đấy. Rồi cháu trai con học lớp mấy? Nghỉ học rồi. Học lớp mấy mà nghỉ rồi? Học chung, học biết chữ. Ừ. Năm nay bao tuổi rồi? 20 rồi. À, thì cũng đấy, nghỉ đi làm việc nha. Ừ. Vậy gia đình mình bình thường nó cũng nghèo rồi nha. Nghèo cho nên nó đang quẩn cái nhà này. Đúng không? Mà bây giờ thì lại thiên tai lũ lụt đó. Cho nên là mất hết. Bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng thôi. Đây là chị đây à? Còn đây là à? Nhà con ấy. À, chị vợ đây. Chứ hai vợ chồng có bệnh tật cái gì không mà ốm tong ốm teo vậy? Ồ, vậy à? Ồ. Bác sĩ là bây giờ phải mổ, nếu mà không mổ thì là nó lại hỏng hết bên cạnh bên này ạ. Oh. Nên là gia đình thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Ừ. Mà bây giờ nhà cửa thì lũ trôi hết rồi. Lũ trôi hết rồi. Và cũng mong là ông bà cô chú là mạnh thường quân ạ. Ừ. Không dám giúp đỡ được gia đình chúng cháu ạ. Vâng. Vâng. Rất chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình nhá. Gia đình mình đã nghèo khổ, đã bệnh tật, rồi bây giờ lại gặp tai ương hoạn nạn, thiên tai lũ lụt nó làm cho mình bây giờ không còn nhà còn cửa để mà ở nữa. Và thì đấy là một cái mà rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Thì hôm nay bên đây là đoàn của các cha các sơ bên giáo phận Thanh Hóa nhá. Chúng tôi cũng rất là cảm động khi mà đến đây thì thấy cái hiện tình ngổn ngang của gia đình đã bây giờ không có còn cái mái nhà để che nắng che mưa nữa, mà nhất là chị đây là hư mất một quả tháp rồi thì bây giờ lại cần phải chữa bệnh nữa, mà bây giờ lại nhà như vậy thì không còn rất là phải làm sao. Thôi thì bây giờ nó không may nó như vậy rồi thì gia đình cố gắng nhé. Hôm nay bên Caritas Thanh Hóa về đây thì cũng có những cái xuất quà, đây là của các công nhân của Caritas Thanh Hóa gửi tới cho gia đình, và đây là số tiền đây là 10 triệu đồng nhé. 10 triệu đồng đây là tấm lòng của giáo phận Thanh Hóa, của các công nhân của giáo phận Thanh Hóa, của Caritas Thanh Hóa để hỗ trợ cho gia đình trong lúc này. 10 triệu đồng này chả thấm vào đâu so với cái nhà, nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều cái đoàn khác nữa đến đây để bên chính quyền đã
từ các cái nhà hảo tâm khắp nơi từ trên đất nước rồi đến đây để giúp đỡ cho gia đình để gia đình sớm gây dựng lại cái căn nhà của mình để che nắng che mưa để cho có nơi để cho vợ chồng an cư lạc nghiệp và nhất là cho chị bớt đi bệnh tật nhé. Vâng. Bây giờ con cũng không biết nói gì hơn gì ấy. Cảm ơn các thầy cha, cha cũng như là sơ, vâng. Cũng như là mọi người đã, vâng. Nhà hảo tâm đã trong lúc khó khăn này đã giúp đỡ cho gia đình con. Vâng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no nhé. Cái vật chất thì nó chỉ là khiêm tốn nhưng mà cái tinh thần cái giá trị tinh thần đó là cái tình yêu thương sự sẻ chia của cả giáo phận Thanh Hóa gửi tới gia đình và anh chị thầy cháu chúc cho gia đình sớm ổn định lại cuộc sống nhé. Vâng, xin cảm ơn cha. Vâng, đây đấy thưa quý vị qua là thương tập qua thương mất hết mất trắng hết rồi này. À, còn cái gì cả. Này cũng may mà mình còn nghe được cái tiếng vỡ đê mà mình còn chạy ra ngoài. Đúng không? Vâng. Không có đồng dẻo nghe sợ lắm. Vâng. Nên là bảo tôi vỡ đê rồi. Không ăn được cái gì không? Thì cũng may mà chạy ra ngoài được chứ còn không có mà đang ngủ say hay cái gì đó mà không có nghe được mà lúc mà nước nó đến thì là cuốn trôi hết cả người à, sập từ nhà xuống thì chết. Sơ tỉnh thấy sao sơ tỉnh? Sơ động viên gia đình một tí thấy anh chị rất là khắc khổ mà. Sơ cũng rất là thương các nhà hảo tâm cũng rất là mạnh thành phần cũng rất là thương nhá. Anh chị cố gắng lên. Để bây giờ dựa sơ thì mẹ can đảm lên, đang còn con trai đó thì là cái chỗ dựa tinh thần cho con nữa để làm lại cuộc đời nhá. Thôi, còn người là còn tất cả nhá. Rồi của đi thay người nhá. Cái nhà nó sập xuống thì mình sẽ tìm cách để mình xây dựng lại cái căn nhà của mình, còn con người mà không may mà nó sập xuống cái lúc đó là không thể làm gì mà có thể lấy lại được, cho nên là con người là còn tất cả thì cũng cầu xin cho gia đình anh chị sớm ổn định cuộc sống nhá, gặp được nhiều người có tâm lòng hảo tâm để sớm gây dựng lại cái căn nhà của mình. Ở đây là địa chỉ, ở đây là thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Vâng, thưa quý vị. Rồi chào gia đình nhá. Vâng. Vâng. Vâng, vâng, anh đưa cha ra ngoài đường lộ cái nhá. Bởi vì là xe không có vào trong đây được, là lúc này phải ngồi xe máy của anh để vào đây thăm gia đình. Vâng. Thôi chúc cho chị gặp thầy gặp thuốc nhá, được khỏe mạnh, được bình an nhé. À, sơ đi xe kia với cháu. Rồi để cha đi xe. Chào chị nhá. À, vâng, chào chị. Yeah. Chứ anh có bệnh tật gì không? Thấy người anh gầy lắm. Bị hút với lại dạ dày. Ồ, bị hút với dạ dày. Người bị mất ngủ. Vâng. Nó dày lắm chứ gầy gót.